Thì tiếp theo chương trình xin giới thiệu với anh về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phó Bảo Nguyễn Sinh Sắc ạ. Dạ. Thì giới thiệu với anh, ở phía trên bệ thờ này mình nhìn thấy đây chính là bức di ảnh của cụ Phó Bảo ạ. Dạ. Và di ảnh này thì được họa lại từ trong hồ sơ theo dõi của mật thám Pháp, đó là vào năm 1923. Dạ, và cụ Phó Bảo Nguyễn Sinh Sắc thì được sinh ra vào năm 1862 ở tại Làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Dạ, và cụ thì được sinh ra trong một gia đình nông dân. Cha của cụ tên là Nguyễn Sinh Nhậm, còn mẹ là Hà Thị Hy. Và không may đến với cụ Sắc thì năm lên 4 tuổi cụ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nên ngay từ nhỏ thì cụ phải về chung sống với người anh cùng cha khác mẹ của mình tên là Nguyễn Sinh Trợ ạ. Và gia đình của anh Trợ lúc này thì cũng gặp nhiều khó khăn, do đó mà cụ Sắc không có điều kiện học hành như bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ. Trong những buổi chăn trâu thì cụ thường hay lân la tới gần lớp học của thầy Đồ Dương Thúc Mậu, cột trâu vào bụi tre gần đó và đứng ở ngoài cửa lớp để lắng nghe thầy giảng bài ạ. Cho đến năm cụ Sắc 16 tuổi thì cụ mới được nhà nho Hoàng Xuân Đường quê ở làng Quang Trù nhận về làm con và lo cho ăn học. Sau 3 năm chung sống, thấy cụ Sắc thông minh, hiền lành lại có chí, nên cụ Hoàng Đường đã quyết định gả người con gái lớn của mình. Và đây cũng chính là cụ bà Hoàng Thị Loan ạ. Và thưa với đoàn thì vợ chồng của cụ Sắc có tất cả là 4 người con. Người con đầu tiên đó là cô Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai là Nguyễn Sinh Khiêm và người con trai thứ ba là Nguyễn Sinh Cung, sinh năm 1890. Và đây cũng chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và vợ chồng của cụ thì còn có một người con trai thứ tư tên là Nguyễn Sinh Xin, được sinh ra tại Quế được vài tháng thì mất cho nên ít được nhắc đến à. Và vào năm 1894 thì cụ Sắc tham dự kỳ thi hương và đỗ cử nhân. Đến năm 1901, sau khi tham dự kỳ thi hội khoa Tân Sửu thì cụ đã đỗ phó bảng. Và tuy đỗ đạt cao nhưng mà cụ đã từ chối ra làm quan và trở lại quê nhà dạy học. Thì cũng theo như tục lệ, sau khi đỗ phó bảng, cụ Sắc đã về dinh quy bái tổ ở tại làng Sen. Lúc này thì dân làng xã Kim Liên đã trích tiền quỹ làng ra, cất tặng cho cụ ngôi nhà lá Nam Giang, còn gọi là nhà phó bảng, và rước cả gia đình cụ Sắc về đây ở. Nhưng mà ngôi nhà phó bản này thì đã thiếu vắng bóng của bà Hoàng Thị Loan, vì bà đã mất ở Quế vào năm 1901 sau khi sinh người con trai thứ tư. Và lúc mất thì bà Hữu Dương chỉ mới có 33 tuổi mà thôi. Dạ, và cụ Sắc sống tại căn nhà phó bản này cùng với hai người con trai của mình là từ năm 1901 đến năm 1906 Khi sống ở đây thì hàng ngày cụ thường hay đàm đạo với các nhà nho yêu nước ở trong vùng về thời cuộc. Những buổi tọa đàm như vậy thì cậu bé Nguyễn Tất Thành, cũng chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường đứng bên cạnh để hầu trà, nên từ từ đã thấm nhuần tư tưởng yêu nước thương dân từ các bậc tiền bối cùng thời, mà đặc biệt là đối với người cha Nguyễn Sinh Sắc của mình. Dạ, và sau thời gian từ chối ra làm quan thì đến tháng 6 năm 1906, dưới sức ép của triều đình Quế, buộc cụ phải ra làm quan với chức là thừa biện bộ lễ. Và dạ, đây chỉ là một chức quan nhỏ trong coi việc lễ nghi tế tự trong hoàng thành lúc bấy giờ. Và thưa với đoàn thì trong suốt cuộc đời làm quan của cụ Sắc, cụ có đúc kết một câu nói khá là nổi tiếng với nội dung là quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hữu nô lệ. Và có nghĩa là quan trường là nô lệ, trong đám người nô lệ thì lại càng nô lệ hơn. Và thật chất thì cuộc đời làm quan của cụ Sắc chỉ kéo dài có 4 năm thì bị triều đình Quế cách chức. Do trong quá trình làm quan thì cụ thường binh vực dân nghèo, thả những người thiếu xu thế và trừng trị bọn cường hào. Và chính vì vậy mà làm quan từ năm 1906 đến năm 1910 thì cụ Sắc đã bị cách chức. Và sau khi bị cách chức thì cụ đã không trở lại quê nhà Kim Liên nữa, mà từ đây thì cụ đã đi thẳng vào các tỉnh phía Nam để hoạt động luôn ạ. Dạ, và trên con đường đi vào Nam Bộ này hoạt động thì cụ Sắc đã đi rất là nhiều nơi, thậm chí có lúc cụ còn sang tận tới Campuchia. Và trên con đường hoạt động ở tại Nam Bộ này thì cụ cũng đi rất là nhiều chùa ở Nam Bộ. Và riêng đối với mảnh đất Hòa An Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp này, tức là tại nơi đây, thì cụ Sắc có đến đây được 2 lần. Và lần đầu tiên mà cụ Sắc về Hòa An Cao Lãnh này đó là vào năm 1917 theo lời mời của ông Lê Quang Hiển. Và đây là một điền chủ yêu nước ở tại Hòa An Cao Lãnh lúc bấy giờ đã mời cụ Sắc về đây hoạt động. Và lần đầu về Cao Lãnh thì cụ Sắc sinh sống ở tại nhà của ông Trần Bá Lê. Sau một thời gian thì để tiện cho việc hoạt động của cụ thì ông Trần Bá Lê này đã cấp cho cụ một căn nhà nhỏ ở trong vườn. Và tại đây thì cụ Sắc đã làm thuốc, dạy nghề thuốc và dạy chữ nho. Bên cạnh đó cụ còn kết tham giao với các nhà nho yêu nước của mọi phong trào ở tại địa phương lúc bấy giờ.
Và về đây sống đến cuối năm 1919 thì cụ sắc lại đi các tỉnh khác để hoạt động. Và cho đến 10 năm sau thì cụ lại quay về mảnh đất Hòa An Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp này lần thứ hai, đó là vào năm 1927 ạ. Thì được sự bố trí sắp xếp của hai đồng chí Phạm Hữu Lầu và Lưu Kim Phong, lần thứ hai về Cao Lãnh thì cụ được bố trí ở tại nhà của ông Lê Văn Giáo. Thì đây là một người đàn ông nghèo quá vợ, ông sống bằng nghề chèo ghe mướn bên con rạch Cái Tôm. Thời gian sống tại nhà của ông Nam Giáo này thì hàng ngày cụ thường đi bộ ra tiệm thuốc bắc Hàng Ăn Đường ở chợ Cao Lãnh lúc bấy giờ để xem mạch, kê toa, bốc thuốc trị bệnh cho bà con trong vùng. Nhưng mà thực chất ở bên trong là để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Và thưa với đoàn của mình thì sống ở đây đến cuối năm 1929 thì cụ Sắc lâm trọng bệnh. Và khi cụ Sắc lâm bệnh nặng thì được đông đảo bà con ở tại làng Hòa An Cao Lãnh này chăm sóc tận tình chu đáo. Nhưng mà do tuổi cao sức yếu nên cụ đã không qua khỏi. Và đến đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ năm 1929 thì cụ đã trút hơi thở sau cùng, cụ ở tại mảnh đất Hòa An Cao Lãnh này ạ. Lúc mất thì cụ hưởng thọ được 67 tuổi. Và thưa với đoàn của mình thì khi mà cụ Sắc mất tại đây cũng không có con cái ruột thịt gần bên, mà chỉ có hơn 30 bà con ở tại làng Hòa An Cao Lãnh này, người góp công, người góp của để lo cho lễ tang của cụ. Và ngôi mộ của cụ thì được bà con mình chôn ở đây ban đầu chỉ là một ngôi mộ đất đơn sơ bình thường, sau đó thì mới được xây lên ngôi mộ bằng xi măng ạ. Cho đến năm 1954 thì Cao Lãnh được chọn là một trong ba điểm tập kết chuyển quân ra Bắc. Và trước khi xuống tàu tập kết chuyển quân đi thì các đơn vị bộ đội đã có tới đây xây dựng lại phần mộ của cụ. Và sau khi xây dựng xong thì các anh đã chụp lại hình ảnh ngôi mộ của cụ. Và bức ảnh này thì được các anh gửi ra Hà Nội để tặng cho bác Hồ. Và đối với bác thì bức ảnh này vô cùng quý giá, vì thông qua nó bác mới biết được nơi an nghỉ cuối cùng của người cha mà bác hết mực kính yêu. Người cha mà sau khi tìm đường cứu nước trở về, bác chưa một lần được vào thăm, cho dù chỉ là thăm mộ của người, thắp lên mộ người một nén nhang. Dạ, và sau khi nước nhà hoàn toàn được giải phóng, tức là sau năm 1975, thì ban lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp đã cho khởi công xây dựng lại phần mộ của cụ. Như đoàn mình nhìn thấy thì ngày nay ngôi mộ của cụ được tôn cao hơn so với ngày trước rất là nhiều lần. Tuy vậy thì hài cốt của cụ vẫn nằm sâu ở phía bên dưới, và đúng như vị trí này trước đây bà con đã an táng luôn ạ. Và quanh ngôi mộ của cụ thì được ốp đá hoa cương từ móng cái của tỉnh Quảng Ninh mang vào. Và còn ở phía trước này là bia mộ của cụ thì cũng được Trung ương và ban lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là bác Nguyễn Thiện Nhân đã về đây an vị bia mộ cho cụ, đó là vào ngày 6 tháng 4 năm 2010. Và việc làm thì cũng thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân ta đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạ, còn về phía trên khu vực mộ của cụ ở đây mình có xây một mái che gọi là vòm mộ. Thì mái che này có hình dáng là một cánh hoa sen cách điệu tượng trưng cho tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời nó còn giống một bàn tay xòe ra và úp xuống che chở cho ngôi mộ của cụ. Dạ, ở trên mái che này thì mình nhìn thấy còn có 9 đường gân nối dài. Và ở đầu mỗi đường gân này là một đầu rồng. Dạ, 9 đầu rồng thì tượng trưng cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long lúc nào cũng ôm ấp che chở cho ngôi mộ của cụ. Dạ, còn về phía trước khu vực mộ của ở đây thì có một hồ sen được xây dựng theo hình ngôi sao năm cánh tượng trưng cho hình ảnh Tổ quốc Việt Nam. Giữa hồ là một đài sen trắng dương cao tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch giản dị của cụ, đồng thời gợi cho ta liên tưởng đến làng sen quê hương của cụ ngày trước. Và ở phía bên phải ngôi nhà kiến hình chữ nhật, đó là nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và những công trình từ cổng tam quan trở vào khu vực mộ này thì được tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng, đó là từ năm 1975 và khánh thành là vào ngày 13 tháng 2 năm 1977 với diện tích hiện tại lúc bấy giờ là 3,6 hectare. Thì đến năm 1990, Đồng Tháp có xây thêm mô hình nhà sàn Bắc Hồ và ao sen Đồng Tháp nằm đối diện với cổng mộ. Công trình thì xây theo tỷ lệ 1:1 giống như nhà sàn bác đã sống và làm việc ở tại Hà Nội ạ. Công trình nhà sàn ở tại tỉnh Đồng Tháp thì được khánh thành, đó là vào ngày 19 tháng 5 năm 1990, cũng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác.
À, thưa với đoàn, thì khi mà Đồng Tháp xây dựng ngôi nhà sàn ở đây thì nó cũng mang ý nghĩa là Đồng Tháp muốn mang hương hồn của Bác về sống bên cạnh phần mộ người cha kính yêu của mình. Dạ, và khu di tích đi vào hoạt động đến năm 2009 thì được phép mở rộng à. Dạ, tổng diện tích hiện nay của khu di tích là gần 9 hecta. À, trong đó thì mình có xây mới nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Đặc biệt là trong dự án mở rộng lần này thì khu di tích còn có tái hiện là một gốc làng Hòa An xưa với diện tích là hơn 2 hecta. À, với những ngôi nhà truyền thống cùng với các ngôi nhà di tích gắn liền với cuộc đời hoạt động của cụ ở tại mảnh đất Hòa An Cao Lãnh này ạ. Dạ, còn ở xung quanh khu di tích hiện nay thì mình nhìn thấy cũng có khá là nhiều loại hoa kiển quý hiếm do đồng bào khắp nơi mang đến tặng để tạo bóng mát và vẻ đẹp tự nhiên nơi an nghỉ của một nhà nho yêu nước. À, xin giới thiệu với đoàn của mình thì về phía bên cánh phải khu vực mộ của cụ ở đây, đó là vườn cây lưu niệm của các đồng chí lãnh đạo đảng trung ương như là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đã về đây viếng khu di tích và trồng cây lưu niệm tại đây qua các thời kỳ ạ. À, còn ở phía bên cánh trái mộ này đây chính là vườn cây lưu niệm của 12 huyện thị thành tỉnh Đồng Tháp mang đến tặng cho khu di tích. Và đặc biệt trong số những cây cổ thụ ở đây thì có 2 cây có tuổi thọ khá là cao được trồng cạnh khu vực mộ của cụ. À, mời đoàn của mình hướng mắt sang phía bên cánh trái mộ thì đây chính là cây khế ạ. Và tính đến năm 2022 này thì cây khế đã được 295 năm tuổi rồi ạ. Dạ, nằm đối diện với cây khế là cây sợp ở phía bên cánh phải khu mộ của cụ thì còn có tuổi thọ cao hơn, tính đến nay đã được 334 năm tuổi rồi.